Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời tiết 12 giờ trưa trên kênh VTC14. Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn những diễn biến của cơn bão số 3. Vào hồi 7 giờ sáng ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông Bắc với cường độ bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão sẽ di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 7 giờ ngày 2 tháng 7 thì vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc với cường độ mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, đi vào đất liền phía Đông Nam của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó thì áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 7 thì vị trí trung tâm vùng áp thấp trên đất liền phía Đông Nam của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc với cường độ giảm xuống dưới cấp 6. Vâng, như vậy là từ chiều tối và đêm nay thì mưa rào và dông có thể sẽ xuất hiện trước tiên ở khu vực các tỉnh từ Cao Bằng cho đến khu vực Quảng Ninh. Sau đó thì đến ngày mùng 2 và ngày mùng 3 thì do ảnh hưởng của xoáy thấp suy tàn từ bão số 3, thời tiết sẽ chuyển xấu với mưa rào và dông tăng lên trên toàn khu vực. Có nơi tại vùng núi còn có thể đạt lượng mưa vừa đến mưa to. Nhờ có mưa dông thì nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ giảm mạnh từ 3 tới 4 độ, cao nhất chỉ dao động từ 29 cho đến 32 độ, tiết trời mát mẻ với độ ẩm cao. Tới ngày mùng 4 thì ảnh hưởng của vùng xoáy không còn, thời tiết sẽ lại giảm mưa và nắng dần trở lại. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước trong 3 ngày tới. Thưa quý vị, tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong ngày mùng 2 và ngày mùng 3, trời nhiều mây, mưa rông rải rác thường tập trung trong thời điểm chiều tối, đêm và sáng, nền nhiệt có xu hướng giảm và nắng nóng chấm dứt. Sang ngày mùng 4 thì mưa giảm, ngày nắng, nhiệt độ tăng dần trở lại nhưng vẫn ở mức mát mẻ, phổ biến từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, hai ngày tới trời cũng nhiều mây, có mưa rào và dông, tập trung nhiều ở khu vực Việt Bắc và Đông Bắc, có nơi sẽ có mưa vừa tới mưa to với nhiệt độ giảm mạnh xuống còn 27 cho đến 30 độ trong ngày mùng 3, nhưng mà sang đến ngày mùng 4 thì trời giảm mưa, ngày nắng và nhiệt độ lại có xu hướng tăng nhanh, cao nhất trong ngày sẽ phổ biến từ 30 đến 33 độ. Xuôi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 2 ngày tới thì chỉ riêng có khu vực phía Bắc là từ Thanh Hóa cho đến khu vực Hà Tĩnh là có mưa rào và dông. Phía Nam thì vẫn có nắng với mức nhiệt là từ 32 cho đến 35 độ. Sang ngày mùng 4 thì mưa giảm nhanh, ngày nắng với nhiệt độ phổ biến ở mức là từ 32 đến 35 độ. Thưa quý vị, cùng trên giải đất miền Trung thì các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận trong cả 3 ngày tới, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng. Ở phía Bắc thì nắng nóng thu hẹp dần về diện và giảm về cường độ, nhiệt độ giảm nhẹ, phổ biến từ 31 đến 34 độ. Xin chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực Tây Nguyên. Trong những ngày tới thì trường gió Tây Nam hoạt động mạnh, gây mưa rào và dông rải rác tập trung nhiều vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Lưu ý là trong ngày mùng 3 và ngày mùng 4 thì mưa dông tăng hơn về diện và lượng, có nơi đạt mưa vừa, nền nhiệt giảm nhẹ, trưa chiều phổ biến từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ trong những ngày tới trên toàn khu vực, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung nhiều vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Từ ngày mùng 3 và ngày mùng 4 thì mưa dông tăng hơn về diện và lượng, có nơi sẽ đạt mưa vừa, nền nhiệt giảm nhẹ, trưa chiều phổ biến từ 30 đến 33 độ. Tại thủ đô Hà Nội, hai ngày tới trời nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ giảm mạnh, xuống còn 27 đến 30 độ. Trong ngày mùng 3 và sang đến ngày mùng 4 thì mưa giảm và ngày nắng, nhiệt độ lại có xu hướng tăng nhanh, nhưng cao nhất trong ngày cũng không vượt quá 33 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 nên trong ngày hôm nay và ngày mai thì khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa có thời tiết rất xấu với biển động rất mạnh, gió mạnh dần cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, có mưa rào và dông mạnh. Tàu thuyền cần hết sức lưu ý, gấp rút ra khỏi vùng ảnh hưởng của cơn bão. Hai ngày sau đó thì gió trên khu vực sẽ giảm dần về cường độ. Trong khi đó thì khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa thì thời tiết vẫn chuyển biến xấu với mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, sấm chớp và lốc xoáy với tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km.
Và thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách tên tỉnh gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các bạn khác soạn tin DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Bản tin thời tiết trưa ngày 1 tháng 7 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.